Hello and what's good? It's your boy Joaquin Nguyễn. Yeah, thì chúng ta đã bước qua năm 2023 rồi. Thì thật ra thì tôi vẫn còn hơi bị lưu luyến năm 2022 một tí xíu. Thì tôi đang lướt, vô tình đang lướt cái feed của cái YouTube của tôi, thì tôi thấy là cái video ghi tựa đề là Massive Trend 2022 Industry Diva. Và cái video này ở thời điểm hiện tại tôi đang coi nó là 638.000 lượt view trong vòng 2 tuần. Thì tôi nghĩ đây là một cái video mà tôi cần phải check qua. Thì thay vì check qua một mình, xem một mình, thì tôi nghĩ là tôi sẽ xem chung với mọi người ở đây. Ok, thì đây là lần đầu tiên tôi xem qua cái mashup này luôn. Và tôi nhớ là năm ngoái tôi không có xem một cái mashup nào cả. Thì đó là một cái sự gọi là khá là tiếc nuối của tôi ở của năm ngoái. Thì năm nay tôi quyết định là tôi sẽ xem cái mashup của năm 2022, ok. Và rất là mong là cái mashup này sẽ có meme hay là một cái gì đó vui vui hài hài. Tại các bạn biết là tôi là một người cực kỳ thích những gì mà nó tích cực, ok. Và nếu là đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của tôi, thì hãy đừng quên để làm nút like, subscribe phía bên dưới nha. Nhất là like cái video này, hãy bấm subscribe video, hãy bấm subscribe cái kênh của tôi đi, làm ơn, ok. Và hãy nhớ check qua TikTok, Facebook và Instagram của tôi, nhất là TikTok, ok. Nhớ follow tôi trên đấy nữa, ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúng ta tới phần reaction thôi, ok. Tới phần reaction. Ok, và trước khi bấm play cái video này thì tôi luôn nhắc nhở các bạn về uống nước. Always stay hydrated, guys. Đây không phải là quảng cáo, chỉ là muốn nhắc nhở mọi người cái việc uống nước thôi, ok. Và let's go, uống miếng nước và let's go thôi nào. Hey, Lil Nas X, let's go. Shout out cho ai mashup cũng như là mix tất cả những cái meme này vào cái này. Trời ơi, cái này là meme luôn á, chứ không phải là mashup nữa. Mashup tôi cứ tưởng, nãy giờ tôi cứ tưởng là kiểu bài hát trending thì cứ mới vô là có mono đó, nhưng mà khúc sau toàn meme thôi. Oh damn, shout out cho ai làm ra cái mashup này, let's go man. Lấy ra phải ghi là meme mashup trend 2022 mới đúng. Oh man, rất là mất nhiều thời gian khi mà làm cái này luôn á. Damn. Bảo cũng thấy em sự thật ra sao, chứ không biết tại sao. Sao con có phạm nước gì ta? Nước gì thì không bao giờ phạm nước biển. Mình xin lỗi đường trường chưa? Thôi đã, thôi đã. Từ bao giờ phải có thu nhập điện tỷ mới có quyền thế? Người ta bỏ tiền ra trải nghiệm sản phẩm, thu nhập như thế nào là vẫn có quyền thế. Oh,
on me. Gotta love, love with the reasons I need. Last Christmas, I gave you my last. But the very next day, you got my best friend. Good dear, I'm fucking again. I'm also fucking your cousin. Oh my god, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Oh my god. Má ai làm cái này vậy? Trời ơi, thiệt sự luôn á là 10 điểm luôn á, 10 điểm. Thế mấy ông là tôi cứ tưởng là chữ mashup thì mấy ông biết là mashup sẽ là mashup những cái bài hát của những của ở đây ghi 2022, tôi cứ tưởng là mashup của những cái bài hát trending của năm 2022, nhưng mà không, nó là meme mashup. Rất là vui, thật sự là tôi một người cực kỳ thích meme luôn. Tất cả những cái meme trong đây tôi, tất cả các cái meme trong cái video này tôi đều đã xem qua hết, và thật sự tôi đều có react hết ở trên TikTok luôn rồi đó. Lẽ ra phải, đây phải ghi là TikTok meme mashup trend 2022 mới đúng. Oh my god, shout out. Tôi phải like cái video thôi. Oh my god. Nếu mà các bạn muốn xem lại cái video gốc này á, thì tôi sẽ có để một cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn sẽ click vào và xem nó đi. Oh my god, tất cả những cái meme luôn. Oh my god. Tôi không biết là còn thiếu cái meme nào này của Việt Nam trong năm nay hay không, nhưng mà tôi cảm thấy là nó khá là đầy đủ rồi đó. Oh my god. À, chắc là có thiếu thầy biển thôi. Còn tất cả mọi thứ tôi nghĩ là quá đủ rồi. Oh my god. Shout out cho bên Diva Wanta. Oh my god. Đây là một cái video 10 điểm, 100 điểm, 1000 điểm đối với tôi luôn. Ok. Và đó là cái reaction của tôi. Thật sự là tôi đang mong chờ đây sẽ là mashup của những cái bài hát, nhưng mà không ngờ nó là meme. Một thứ mà tôi cực kỳ thích. Nó như là một cái nguồn sống của tôi á. Tôi là một con người cần meme để sống. Tôi cần một sự tích cực để sống. Ok, và đó là cái reaction của tôi cho cái video này. Và nếu mà các bạn muốn check qua như tôi nói, thì tôi có để một cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào và xem nó đi nhé. Ok, và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Nhớ lên TikTok follow tôi trên đấy nha, mà nhớ subscribe kênh cái channel này, và nhớ like cái video nữa. Ok, và hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Always stay hungry guys, và chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ. Peace and I'm out. Bye guys. Hãy đón chờ những cái meme của năm 2023 đây, nó sắp tới rồi đó. Let's go.